Hi, chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VVS Channel. Thời gian gần đây, nhiều bạn đã hỏi mình là nếu như mà Bicoteam người ta ít đưa ra thông tin như vậy thì có cách nào mình có thể nắm bắt những thông tin khác từ B-Network hay không? Có nhiều bạn muốn theo dõi thêm nhiều thông tin từ B-Network từ những trang web khác nhau thì hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn 3 trang web để các bạn có thể theo dõi thông tin liên quan đến B-Network. Nó bao gồm là thông tin về những cái thông số, thống kê liên quan đến B-Network. Thì hy vọng rằng là những cái trang web này nó sẽ có ích cho các bạn có thể truy cập vào đó và theo dõi được những tiến trình mà B-Network đang thực hiện. Thứ nhất là trang web về dashboard.b-blockchain.net. Đây là một trang web do anh Nguyễn Việt Dinh, là một người cũng khá nổi tiếng trong cộng đồng blockchain của Việt Nam. Thì khi mà các bạn truy cập vào trang web này, đây là đường link của trang web, thì các bạn có thể thấy được ở đây có tập phần tổng cung này là 99,997 tỷ, gần như là 100 tỷ USD là ở đây. Đây chính là tổng cung của B, thì các bạn có thể theo dõi ở đây. Thứ hai là theo dõi được số node đang chạy. Đó. Thì hiện tại ở đây có 22.055 node hiện đang hoạt động, so với tổng số là 459.212 node đang chờ. Có nghĩa là chúng ta hiện tại, tại thời điểm này, chúng ta có 22.055 node đang hoạt động, và còn đâu đó khoảng hơn gấp 20 lần số node đang chờ để được hoạt động. Thứ ba là phần account là 9.306.086. Thì đây là phần ví này. Đây, những ai đã tạo ví rồi thì nó sẽ hiện ra đây. Cho nên chúng ta có thể thấy so với con số 35 triệu Bioner thì hiện tại chỉ có 9,3 triệu ví được tạo. Như vậy thì còn rất nhiều ví chưa được tạo, nó rơi vào khoảng 25 triệu ví chưa được tạo. Cho nên là những ai mà chưa tạo ví, các bạn hãy rà soát lại, nhất là những người thân của các bạn, những người mà các bạn quen, thì coi thử những ai chưa tạo ví thì hãy tạo ví cho họ. Mình đã có cái video tạo ví trước đó cho mọi người xem rồi. Tiếp theo là phần ledger, là cái phần mà sổ cái. Hiện tại thì B-Network đang có khoảng 3,9 triệu sổ cái. Và đây có những cái phần thống kê. Phần thống kê này là giao dịch trên sổ cái. Và phần tiếp theo là một phần mà chúng ta có thể thấy được rằng tầm ảnh hưởng của các quốc gia tham gia vào B là bao nhiêu. Thì chúng ta có thể thấy xếp đầu tiên chạy node nhiều nhất trên toàn thế giới chính là Trung Quốc, với 16.866 node hiện tại đang chạy. Và số node ở bên Trung Quốc chiếm khoảng 76,47% so với toàn thế giới. Và từ top 1 cho đến top 10 là bao gồm Trung Quốc, thứ hai là Việt Nam, thứ ba là Đài Loan, thứ tư là Mỹ, thứ năm là Hàn Quốc, thứ sáu là Malaysia, thứ bảy là Đức, thứ 8 là Nhật Bản, thứ 9 là Canada, thứ 10 là Hồng Kông. Chúng ta có thể thấy trong top 10 cho đến thậm chí là top 15 là bao gồm top 11 là Croatia, top 12 là Anh Quốc, top 13 là Pháp, top 14 là Singapore, top 15 là Australia, tiếp theo đó là Ý và nhiều quốc gia khác. Thì tất cả những quốc gia này đa số đều là những quốc gia phát triển nhất trên thế giới. Thông qua việc chạy nót, chúng ta có thể thấy tầm ảnh hưởng của dự án B-Network so với quốc gia đó. Vì quốc gia nào chạy nó càng nhiều, có nghĩa là họ đang quan tâm đến B-Network càng nhiều, và họ bỏ thời gian, chi phí, công sức, tiền của mình ra để có thể chạy nó. Đó, thì chúng ta có thể thấy Trung Quốc là một thị trường rất lớn, lớn hơn tất cả những thị trường khác. Trung Quốc luôn luôn là một thị trường màu mỡ với số lượng dân số đông khủng khiếp, thì họ có một sức mua bán cực kỳ lớn. Họ là một trong những quốc gia đủ để có thể thúc đẩy một nền kinh tế hoặc phát triển một nền kinh tế mới. Cho nên qua con số này chúng ta có thể thấy rằng là B-Network sẽ có tiềm năng rất lớn. Khi có thể thông qua đây, chúng ta có thể thấy những quốc gia như là Trung Quốc hay là Mỹ, Đức, Canada hay ở châu Á là có những quốc gia rất là phát triển như là Đài Loan, Hàn Quốc, Malaysia hoặc là Nhật Bản và Hồng Kông đều nằm trong top 10 những quốc gia chạy node nhiều nhất. Và trong đó có cả Việt Nam nữa. Số node ở Việt Nam là gần 2.000, rơi vào 1.959. Việt Nam chiếm 8,88%. Các bạn có thể thấy được cái biểu đồ ở đây. Đấy, thì trong đó Trung Quốc là chiếm thậm chí đến 76,47% tổng số node trên toàn thế giới của B-Network. Và đây là biểu đồ chạy node trên toàn thế giới theo dạng bản đồ. Chúng ta có thể thấy cái vùng đậm đặc này, này là cái vùng của Trung Quốc, và vùng đậm đặc bên này là vùng của Mỹ.
thì đây là những quốc gia rất là phát triển. Và đây là những nơi mà những quốc gia phát triển nhất trên thế giới người ta tham gia vào Bi Network. Thì có thể thấy rằng là Bi rất là có tiềm năng thì những quốc gia lớn người ta mới tham gia vào. Ok, đó là cách đầu tiên các bạn có thể xem lượng tổng cung cũng như là số Bi Nốt ở trong này để có thể đưa ra nhận định và đánh giá riêng của mình. Thứ hai là các bạn có thể xem quá trình cũng như những thống kê của Bi thông qua blockchain.bi ở trong Bi Browser. Thì các bạn có thể ghi trực tiếp trong web này ở trong phần Bi Browser. Thì trong này các bạn có thể nhìn thấy được lượng tổng cung của Bi sẽ phát hành. Ở trong phần Mainnet Metric là phần tổng cung Mainnet thì sẽ chia ra làm hai phần. Đó là tổng cung mà được cung cấp và phần tổng cung khóa. Có nghĩa phần tổng cung mà cung cấp là phần đầu tiên này. Thì sau này khi mà Bi cập nhật thì các bạn có thể thấy được rằng là số lượng Bi Mainnet ra thị trường là bao nhiêu Bi được sản xuất ra sau Mainnet. Và thứ hai là phần tổng cung bị khóa là số tổng cung mà các bạn chọn khóa Bi thì nó sẽ hiển thị ở đây. Và ở dưới là phần các giao dịch về Bi. Ở trong đó ở phần account này là ở dòng này là toàn bộ địa chỉ. Thứ hai, dòng thứ hai operation là dòng toàn bộ hoạt động của nó. Ví dụ như là ở đây là đã tài khoản GBQQ là cái địa chỉ account này nhận 65 tỷ Bi. 65 tỷ Bi này chính là tỷ Bi tổng cung mà cộng đồng Bi đào. Và tiếp theo là 10 tỷ Bi ở phần thứ hai là 10 tỷ Bi ở trong phần quỹ Bi. Tiếp theo phần thứ ba là 5 tỷ Bi ở trong phần Bi thanh khoản. Và tiếp theo là 10 tài khoản, mỗi tài khoản bao gồm 2 tỷ Bi. 10 tài khoản, mỗi tài khoản bao gồm 2 tỷ Bi. Có nghĩa là tổng cộng 20 tỷ Bi ở đây. Và đây chính là 20 tỷ Bi mà nhà phát triển và đội ngũ Bika Team sẽ được hưởng. Thì các bạn có thể thấy được toàn bộ những giao dịch và trao đổi ở đây, cũng như là bạn sẽ thấy được tổng cung ở đây. Nhưng hiện tại thì chưa cập nhật. Thì các bạn có thể ngoài xem Mainnet thì các bạn có thể xem ở phần Testnet nữa. Đấy, thì ở đây là phần giao dịch testnet này, phần giao dịch mà hiện tại nếu như bây giờ bạn dùng Bi test, bạn chuyển cho một ai đó thì tất cả giao dịch sẽ hiện lên đây. Ngoài ra các bạn có thể xem được mỗi chuỗi khối được sinh ra. Đấy, thì các bạn có thể xem đã có hơn 5 triệu khối được sinh ra, hay còn gọi là 5 triệu block được sinh ra ở trong Binot. Đấy, các bạn có thể thấy này, 5.662.824. Và thứ ba, trong thời điểm hiện tại các bạn có thể xem Bi Network ở trên CoinMarketCap. Mình sẽ tìm Bi cho các bạn xem. Các bạn nhấn vào Bi. Đây chính là Bi Network, các bạn có thể nhấn vào. Và hiện tại thì chưa có thông tin cập nhật về Bi. Đơn giản là Bi chưa hoàn thiện và chưa up thông tin mình lên, cho nên là các bạn chưa nhìn thấy thông tin được. Nhưng các bạn cần biết là CoinMarketCap không phải là một sàn để các bạn vào đó mua bán Bi, mà trang CoinMarketCap này chỉ là một trang họ báo cáo về các hoạt động mua bán của các đồng tiền điện tử. Họ báo cáo về các hoạt động mua bán của các thị trường, nhưng mà họ không trực tiếp bán bất kỳ một đồng tiền mã hóa nào cả. Các bạn nếu sau này muốn mua Bi thì các bạn có thể mua trên các sàn mà đã list Bi. Ví dụ như sau này, ví dụ thôi nha, sàn Binance người ta list Bi thì các bạn có thể mua ở trên đó. Thì ở phần CoinMarketCap này các bạn có thể theo dõi được lượng tổng cung của Bi cũng như là giá Bi trong thời điểm đó, cũng giống như những đồng coin khác. Ví dụ mình sẽ thử đồng Bitcoin đi cho nó dễ, vì Bitcoin nó đã list lên và nó đã có thông số rồi. Thì các bạn có thể thấy là sau này nếu mà Bi ở đây thì nó cũng sẽ có giá Bi này, xếp hạng này, đây là rank top 1, thì Bitcoin đang là đồng top 1 về tổng vốn hóa thị trường của tiền điện tử. Và ở đây có nhiều thông số về Bitcoin. Thì sau này khi mà Bi Mainnet mở và chính thức được trao đổi và được toàn liệt kê toàn bộ thông tin trên CoinMarketCap thì nó cũng sẽ hiển thị như vậy. Và các bạn vào đây để xem giá Bi mỗi ngày, hoặc là vào các sàn mà đã list Bi thì có thể xem. Thì trong thời điểm hiện tại thì có 3 trang web như vậy mình muốn chia sẻ cho các bạn, để các bạn có thể nắm thêm thông tin về Bi Network cũng như là những tiến trình lộ trình họ đang làm. Ok, và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì hãy để lại bình luận ở bên dưới video này. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.